Thưa quý vị, do ảnh hưởng của bão áp thấp nhiệt đới trong đêm qua, trên địa bàn xã Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ xảy ra trận lốc xoáy khiến 36 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, hư hại. Trong đó, thôn Mỹ Thuận 23 ngôi nhà, thôn Kim Giao 10 ngôi nhà và thôn vùng 4 có 3 ngôi nhà. Đánh giá sơ bộ ban đầu của chính quyền địa phương, trong số 36 ngôi nhà ở xã Phổ Thuận bị tốc mái hư hại do lốc xoáy, có một ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, tường đổ ngã, thiệt hại từ 50 đến 70%. Ba ngôi nhà bị tốc mái gần hoàn toàn, thiệt hại từ 30 đến 50%. Số nhà còn lại bị tốc mái một phần, thiệt hại dưới 30%. Ngoài ra, nhiều diện tích hoa màu, cây lâu năm bị gãy đổ. Cũng tại địa bàn thị xã Đức Phổ, do mưa lớn nên trong đêm qua, mực nước sông Trà Cầu lên rất nhanh, làm ngập lụt một số nhà dân. Trong đó, 72 ngôi nhà của người dân ở phường Phổ Minh bị ngập sâu khoảng 1 mét. Để khắc phục hậu quả trận lốc xoáy, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thị xã Đức Phổ đã huy động lực lượng dân quân và thanh niên hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà, sớm ổn định cuộc sống.